Đây cũng là một trong những tình huống mà chúng ta đã thấy được ở trong chặng đua đầu tiên vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm, và bây giờ thì các tay đua đã bước vào đoạn nước rút cạnh tranh giải thưởng dọc đường thứ hai, và Luis Desriac đang là người rất nỗ lực. Luis Desriac của UTMESCO Đồng Tháp, tay đua đã nỗ lực tấn công đầu tiên, đã vượt qua được mức giải thưởng dọc đường thứ hai này trước nhất, và có lẽ người về tiếp theo là Lê Ngọc Sơn của tập đoàn Lộc Trời. Nhưng ngay sau cuộc tấn công vừa rồi của Luis Desriac thì chúng ta thấy Peter Rikunov đã tăng tốc để vượt ra khỏi các tay đua dẫn đầu. Bất ngờ luôn liên tục xảy ra. Khi mà chặng 21 bắt đầu thì ai cũng sẽ nghĩ là hôm nay huấn luyện viên Trương Lý Duy Sinh của đội vượt UTMESCO Đồng Tháp trong 48 km sẽ là đưa về một chùm để làm tông cho trận nước Việt rút, nhưng hiện giờ thì khả năng đó chưa xảy ra được. Sẽ rất khó để cho tập thể Đồng Tháp nếu như họ vẫn muốn tiếp tục đưa trận nước Việt về rút với khoảng cách không quá lớn giữa các vòng đua, mỗi vòng đua